Thưa quý vị, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI đang tiếp tục là chủ đề nóng tại nhiều quốc gia. Theo báo Nikkei, thì chính phủ Nhật Bản đang muốn đề cập kỹ lưỡng đến vấn đề bản quyền hình ảnh và văn bản do các dịch vụ AI tạo ra trong một dự thảo về thúc đẩy sở hữu trí tuệ của nước này. Từ năm 2017, thì Nhật Bản đã đưa ra quan điểm ủng hộ công nhận bản quyền đối với nội dung do AI tạo ra nếu chúng được đánh giá là có sự sáng tạo của con người. Tuy nhiên, thì sự ra đời của các dịch vụ AI tạo sinh như là ChatGPT thì đã khiến vấn đề này ngày càng trở nên phức tạp hơn nhiều và đòi hỏi cập nhật các quy định. Và không chỉ về bản quyền, những vấn đề khác liên quan tới AI cũng đang thúc đẩy những lời kêu gọi của các quốc gia cần là phải bắt tay hợp tác để quản lý lĩnh vực còn rất mới mẻ này. Trong vòng gần một tháng qua, Sam Altman, CEO hãng công nghệ OpenAI, đơn vị phát triển ứng dụng ChatGPT đã liên tục có các chuyến đi tới nhiều quốc gia như là Hàn Quốc, Israel và các nước Trung Đông. Không chỉ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực AI, mà những chuyến đi này cũng hướng tới vận động các chính phủ bắt tay trong một nỗ lực chung nhằm quản lý lĩnh vực này. Mối nguy hiểm từ AI là một rủi ro mang tính sống còn với chúng ta. Thách thức lớn với cả thế giới hiện nay là việc quản lý được những rủi ro đó mà vẫn khai thác được tiềm năng khổng lồ mà AI mang lại. Không ai muốn hủy diệt thế giới. Một trong những đề xuất của vị CEO này là việc thành lập một cơ quan quốc tế giám sát lĩnh vực AI tương tự như những cơ quan của Liên Hợp Quốc để giám sát lĩnh vực hạt nhân hay ứng phó với các đại dịch. Quan điểm thúc đẩy hợp tác quản lý AI cũng được chia sẻ bởi nhiều chuyên gia công nghệ hàng đầu khác. Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, tỷ phú Elon Musk cũng đã trao đổi với giới chức nước này về vấn đề AI. Và theo CEO của Tesla, nền kinh tế số 2 thế giới đang có kế hoạch đưa ra các quy định về AI trong tương lai gần. Hồi tháng 5, trong khuôn khổ hội nghị G7 tại Nhật Bản, AI cũng là một chủ đề then chốt được lãnh đạo các nước tham gia hội nghị thảo luận. Đáng chú ý, các nguyên thủ G7 đã nhất trí về một sáng kiến nhằm xây dựng các quy tắc quốc tế đối với AI. Liên minh châu Âu còn đi xa hơn nữa khi đã đề xuất một dự thảo luật nhằm quản lý tất cả các sản phẩm và dịch vụ sử dụng công nghệ này, dự kiến sẽ đưa ra bỏ phiếu tại Nghị viện châu Âu vào giữa năm nay. Dù có những thúc đẩy mạnh mẽ từ các quốc gia và doanh nghiệp, giới chuyên gia vẫn dự báo rằng chặng đường đi đến những thỏa thuận chung sẽ là không hề dễ dàng và sẽ còn rất nhiều cuộc đàm phán trong tương lai về lĩnh vực giàu tiềm năng này.